Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Vi Tính Đông Quân giới thiệu cho các bạn một dòng camera và hỗ trợ cho các bạn cách kết nối và sử dụng chiếc camera của mình. Chiếc camera mình giới thiệu hôm nay là camera Fofu. Mã của nó là FFC5C và độ phân giải là 720p. Bây giờ mình sẽ mở hộp lại. Đầu tiên mở hộp, chúng ta sẽ thấy một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Một cục nguồn. Và ốc vít và đây là chiếc camera của mình. Đây, các bạn có thể thấy ngoài ra còn có một đầu anten giúp cho chúng ta kết nối sóng wifi nó sẽ mạnh hơn. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua bên ngoài chiếc camera của mình. Chiếc camera của mình là camera Fofo. Đầu này nó có một cổng nguồn và một cổng LAN RJ45. Ở phía dưới camera có một đầu nút reset và một chân mình gắn thẻ nhớ, thẻ micro SD. Còn đây là chân cắm chiếc anten giúp cho chúng ta kết nối sóng wifi nó mạnh hơn. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc camera Fofo của mình với điện thoại. Đầu tiên chúng ta sẽ cắm nguồn cho camera. Tiếp theo chúng ta sẽ chờ một chút để cho chiếc camera của mình nó khởi động lên. Bây giờ chúng ta sẽ bấm reset chiếc camera của mình. Ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối chiếc camera của mình trên điện thoại. Đầu tiên mở điện thoại lên, các bạn sẽ tải cho mình phần mềm là Fofo Smart. Ở đây mình đã tải sẵn rồi. Sau đó mình bấm vào và đăng nhập tài khoản thiết bị vào. Đây là giao diện chính của phần mềm Fofo Smart. Bây giờ mình sẽ bấm thêm thiết bị. Các bạn có thể bấm thêm thiết bị hoặc là bấm thêm thiết bị ở dấu cộng ở trên góc màn hình. Đầu tiên mình bấm vào thêm thiết bị, sau đó mình sẽ lựa chọn là thêm thủ công và các bạn bấm vào video giám sát. Và các bạn chọn cho mình là camera thông minh. Ở đây các bạn nhấn tích cho mình đảm bảo rằng chỉ báo nhấp nháy nhanh chóng hoặc âm báo nhắc nhở được phát ra. Các bạn tích vào và bấm tiếp theo. Ở đây các bạn sẽ nhập tên và mật khẩu wifi mà các bạn đang cần kết nối cho chiếc camera của mình. Đây, sau khi nhập tên và mật khẩu wifi các bạn cần kết nối thì nó sẽ tạo ra một cái mã QR. Các bạn sẽ để cái mã QR trước camera để cho chiếc camera của mình quét cái mã QR này. Vậy là chiếc camera của mình đã có thông báo quét được mã QR của mình. Bây giờ mình sẽ bấm chọn tôi đã nghe một lời nhắc.
Ở đây các bạn sẽ chờ cho chiếc camera của mình kết nối với wifi của mình. Và vậy là chiếc camera của mình đã kết nối thành công. Ở đây các bạn sẽ, nếu các bạn muốn đổi tên của chiếc wifi thì các chiếc camera của mình trong phần mềm thì các bạn bấm vào cái dấu bên cạnh cái tên của camera, còn không các bạn để mặc định như vậy và bấm hoàn thành. Đây, mình đã vào trong chiếc camera của mình và chiếc camera nó đang quét hình ảnh. Chiếc camera của mình có độ phân giải là 720p và góc quay ngang là 180 độ, dọc cũng là 180 độ. Đây là góc quay của chiếc camera. Ok, vậy là mình vừa giới thiệu chiếc camera của mình và cách kết nối chiếc camera của mình với điện thoại. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.